Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa Thương mại Du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là chúng ta sẽ check đạo văn và phát hiện cái đạo văn do ChatGPT AI tạo ra mà trên phần mềm miễn phí nha các bạn, trên phần mềm miễn phí. Thì cái phần mềm này do cái công ty Copilot, đây Copilot phát triển. Thì mình vô cái đường dẫn như sau. Thì các bạn sẽ vô là copilot.com. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái đường dẫn như thế này các bạn, copilot.com. Đó. AI content nha các bạn ha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng bản demo thôi, miễn phí. Thì nó có một cái điều hay như thế này nữa bạn, là nó cũng có cái điều dở. Nếu các bạn sử dụng mà miễn phí thì cái số từ nó bị hạn chế và nó sẽ cho chúng ta chỉ có quét trong một ngày số lần hạn chế, có nghĩa là số lần bị giám sát số lần cũng như là số từ. Thì nếu mà mình sinh viên đi học á, thì cái phần mềm này là đủ các bạn, bởi vì mình cần một ngày mình có mình làm cái đề tài và cùng thì mình quét cái đề tài của mình, nên là mình sẽ sử dụng miễn phí thì nó tiện. Còn nếu mà bạn nào có điều kiện thì sử dụng bản Pro. Khi mà sử dụng bản Pro chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng. Hiện đây là bị khóa, còn mình sẽ sử dụng bản miễn phí thôi ha các bạn. Thì bây giờ để biết được cái đoạn văn đó có phải do ChatGPT soạn ra hay không, do cái công nghệ nói chung là trí tuệ nhân tạo soạn ra hay không, thì mình sẽ mượn một cái đoạn văn ha các bạn ha. Đây mình làm trên trò chuyện cùng AI đây. AI nha các bạn. Đây mình sẽ quét khói nha các bạn ha. Mình sẽ quét khói nha. Đây mình là tương lai của trí tuệ nhân tạo. Mình sẽ quét khói nha các bạn. Đây mình quét khói nè, tới đây thôi. Rồi mình copy, mình thả vô ngay chỗ cái phần AI. Khoảng trống chúng ta paste vào, rồi chúng ta scan. Đây các bạn, do AI viết nữa các bạn, nó sẽ hiện lên như vậy. Chúng ta biết đoạn văn này có phải do AI viết hay không. Nhiều bạn sau khi dùng AI viết xong để có thể né được cái này, thì nhiều bạn dùng AI sau khi AI viết xong thì các bạn sẽ chuyển qua cái tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh dịch ngược về tiếng Việt, thì các bạn sẽ né được cái phần chết này. Đây cũng là một cái cách mà chúng ta có thể là chúng ta né cái việc quét đạo văn nữa các bạn. Mình lìa đi ha, mình để luôn cũng được. Lìa đi. Rồi bây giờ giả dụ mình có một cái bài của một cái bạn sinh viên làm rồi đi, ví dụ có một cái bài thì mình có một cái bài như thế này. Bây giờ mình sẽ quét khối cái đoạn này ha. Thường là mình quét hết bài nha, mình chỉ làm mẫu thôi nên mình quét đoạn ha các bạn ha. Thường thì mình sẽ quét hết bài, ví dụ như mình lít vô đây đi, quét hết bài này mình làm mẫu ha. Đó ví dụ vậy, Ctrl C rồi sau đó mình sẽ bắt vô các bạn. Bắt vô đó thì mình scan nè. Rồi như vậy bạn sinh viên này đã dùng công nghệ AI để viết cái bài làm của mình, và lúc này chúng ta đã biết được là chúng ta có thể là chúng ta chấm điểm. Tất nhiên là nếu khi viết khi viết mà sinh viên viết xong rồi chỉnh sửa lại làm lại thì cái này nó quét không có được các bạn. Nhưng mà nếu mà viết xong mà AI viết xong á mà các bạn để nguyên á, là vô là nó quét cái là nó hiện lên luôn. Thì mình đã hướng dẫn xong các bạn sử dụng cái công cụ phát hiện ChatGPT AI viết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái phần mềm chống đạo văn cũng như là chỉnh sửa cách nói chung là dính đạo văn trên phần mềm miễn phí nha các bạn. Phần mềm chống đạo văn
cũng như là chỉnh sửa. Nói chung là mình quét đạo văn bằng phần mềm xong rồi mình sẽ chỉnh sửa luôn, thì phần mềm sẽ hỗ trợ mình luôn nhưng mà miễn phí. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm, đây các bạn, đây mình sẽ kéo lên, mình dùng trên online luôn ha các bạn ha, dùng trên online luôn, đó là SponsorTool. Thì cái phần mềm này nó có một cái điểm hay như thế này nữa các bạn. Đây, mở phần mềm lên. Đây. Rồi, mình có thể xóa đi ha. Mình có thể là ví dụ như các bạn enter đi. Rồi, để cho mới lại từ đầu. Đây. On. Đó. Thì mình đánh cái tên phần mềm này sponsortool.com vô thôi. Đó các bạn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ tới phần chat, thì mình nếu muốn thì mình sẽ đăng nhập luôn. Được cái phần mềm này nó miễn phí nhưng mà nó cũng cho cái số lượng từ khá là rộng các bạn. Nhưng mà nó cũng khóa đi một vài tính năng rất là hay. Rất là hay luôn nha các bạn ha. Thì mình chỉ cần sử dụng miễn phí thôi. Nói chung là sinh viên thì chúng ta sử dụng miễn phí rất là tốt rồi. Rồi bây giờ mình ví dụ nha, ở đây nó cho đính kèm tập tin luôn nha các bạn, có nghĩa là nó cho dung lượng khá là lớn, nhưng mà thường thì dưới 10 MB, trên 10 MB thì các bạn phải mua bản Pro. Tùy, có lúc mình thấy nó mở rộng hơn một chút xíu, lúc nó bị ép lại còn khoảng 2 MB, có lúc nó cho lên tới 10 MB. Thì bây giờ mình chỉ quét đoạn thôi nha các bạn ha, mình là mẫu đoạn thôi. Ví dụ như mình có một cái, mình lấy cái đoạn văn của bạn sinh viên đó luôn nha. Rồi. Rồi mình quét nhiều hơn chút xíu. Mình biết đoạn văn này bạn đã dùng AI rồi. Rồi. Thì mình rồi. Mình đã biết bạn sinh viên này dùng AI rồi thì mình chấm điểm, nhưng mà để mình có thể là kiểm tra kỹ hơn là bạn dùng bao nhiêu phần trăm là sử dụng AI, và bao nhiêu phần trăm là bạn ấy tự viết, và bao nhiêu phần trăm là bạn ấy lấy của người khác. Thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm là Turnitin. Ví dụ như là bên giáo viên của Đại học Công nghiệp thì chúng tôi hay sử dụng cái phần mềm Turnitin quét. Nhưng mà mình cũng có thể sử dụng, ví dụ như các bạn sinh viên mà không có cái phần mềm quét thì chúng ta có thể sử dụng quét online này được nè. SponsorTool này được nè, chúng ta bật vô nè. Đó, rồi, chúng ta chạy thử thôi các bạn ha, chúng ta chạy thử. Thì đây, kiểm tra đạo văn nè. Đó. Đây, phần mềm kiểm tra đạo văn cho các bạn đây, nó đang xử lý đó các bạn. Rồi các bạn thấy không? Nó xử lý xong rồi nè. Chưa, nó chạy chít nữa, các bạn đợi xíu. Rồi, bây giờ ở đây thì chúng ta đóng lại ha. Đóng này nè, đóng cái này lại. Chúng ta nhúng nét cũng được ha, nhưng mà đóng đi. Để mình vô mình phân tích luôn. Thứ nhất là đạo văn chính xác, có nghĩa lấy của người khác là 18%. Đạo văn một phần á, là 18%. Như vậy là nội dung là 36%. Những phần bị đạo văn thì nó sẽ quét lên này. Tỷ lệ phần trăm để rõ hơn thì chúng ta phải sử dụng phần mềm Turnitin. Ở đây mình đang nói là mình quét để mình biết mình bị đạo văn, cũng như là ChatGPT AI các bạn đã lấy bao nhiêu phần trăm, thì mình sẽ dùng để mình kiểm tra rồi mình sửa lại. Thì đây, cái hay của cái này nè, cái hay của cái phần mềm này nè, khi mà mình dính đạo văn rồi thì bây giờ mình nhờ nó xử lý, có nghĩa là mình dính đạo văn thì mình nhờ cái phần mềm này xử lý, nó sẽ xử lý cho mình cái đoạn này nè, mình bị dính nè. Nó sẽ viết lại, nó viết lại đây, chữ viết lại nè, viết lại văn bản nè, các bạn thấy không? Rồi mình lít vô ha, số từ bị viết lại là ở đây, và lấy thì lấy từ đâu thì nó báo luôn. Đây, lấy từ đây. Đây, lấy từ cái trang này nè. Như vậy là bạn ấy đã làm bài và lấy từ cái trang này. Như vậy thì mình sẽ viết lại. Nếu mà bạn ấy mà ví dụ như lít vào cái chức năng viết lại này thì nó sẽ viết nè các bạn. Rồi, viết lại nha các bạn ha. Rồi, như vậy thì cái đoạn viết lại này nè. Đó, thì bắt đầu
Đây, bắt đầu bạn ấy bị là một trong những điều làm nên thương hiệu, cho đến cái phần là dòng giày cao cấp. À, một trong những điều làm nên thương hiệu và dòng giày cao cấp. Đây, từ đây đến đây thì giả dụ như mình tô đỏ, mình phun vàng nữa nha các bạn, thì mình sẽ copy cái này nè, mình sẽ copy cái phần viết lại của đoạn văn á đó. Đó, mình sẽ copy, mình bắt vô. Rồi, mình bắt vô. Rồi, mình xóa đi. Rồi, mình bắt lại. Rồi, sau đó sau khi bắt lại thì các bạn cố gắng là sau khi mình nó có dính lỗi dính tả nè. Đó. Rồi, sau khi bắt lại thì các bạn lưu ý là mình đây là mình sẽ ngồi mình đọc lại nha các bạn. Đọc lại, mình viết lại. Mình viết lại, mình kiểm tra. Mình kiểm tra những cái lỗi mà nó còn á, bên trong của cái bài viết của mình á. Thứ nhất là lỗi chính tả. Thứ hai là chúng ta kiểm tiếp lỗi đạo văn. Tại vì với phần mềm E có thể chúng ta không dính lỗi đạo văn, nhưng ở phần mềm B chúng ta sẽ dính lỗi đạo văn. Mình biết rằng có một số bạn né đạo văn bằng một cái hình thức như thế này. À, đó là cho thí dụ đoạn hồi nãy á, cái đoạn hồi nãy bị đây, mình quét lại nha các bạn ha. Đây, cái đoạn màu vàng này, khi các bạn bị đạo văn, các bạn sẽ đưa cái nháy nháy vô đây. À, các bạn đưa nháy nháy vô, một số bạn đưa nháy nháy vô. Có nghĩa mình báo là mình lấy văn của người khác đó các bạn. Đó. Rồi ở đây các bạn cũng quánh nháy nháy vô. Đúng không? Rồi các bạn sẽ tô màu cái nháy nháy này màu trắng, hoặc là thu nhỏ maximum. À, các bạn phun màu trắng. À, mình ví dụ các bạn phun màu trắng nha. À, các bạn cho tiệp luôn, không có thấy. Thứ hai là các bạn sẽ thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại ở mức thấp nhất các bạn. À, ví dụ như số 1 đi. À, các bạn nghĩ là giáo viên không có biết. Nhưng thật ra khi giáo viên mà người ta kiểm tra, khi mà người ta kiểm tra phần mềm đi, ví dụ người ta quét phần mềm, người ta dùng ngay chỗ là Tunitin, mà nó vô nó quét nó thấy ngay chỗ mà lời cảm ơn, mà không có bị gần như cái lời cảm ơn, hoặc là những cái gì mà nó chung chung á, ví dụ như kết luận đồ này nọ, lời cảm ơn, rồi cam kết, cam đoan, mà các bạn không có bị đạo văn nào hết, thì người ta sẽ kiểm tra cái lỗi này và cái việc này. Đó là đầu tiên là người ta sẽ quét khối toàn bộ, sau đó người ta đưa về chữ 13, xong rồi người ta sẽ chọn cái màu chữ màu đen lên. À, quét khối toàn bộ đây. Đó. Sau đó người ta sẽ đưa về chữ 13 nha các bạn. Đây mình quét khối ha, sau đó mình sẽ đưa về chữ 13 rồi các bạn. Đó. Sau đó rồi người ta sẽ đưa lên màu đen này các bạn. Đưa chữ lên màu đen lại nên là có gì hiện lên chưa à. À, mình biết nhiều bạn làm thì các bạn không nên làm như vậy, mà các bạn nên sử dụng phần mềm á, các bạn sửa thì chúng ta sẽ không còn bị lỗi nữa. À, ví dụ như ở đây chúng ta dính đạo văn rồi đúng không? À, chúng ta sẽ lít vô nút này viết lại, rồi chúng ta qua đây chúng ta copy, chúng ta paste lại, sau đó chúng ta ngồi chúng ta đọc lại, chúng ta sửa lại thì chúng ta sẽ không còn bị đạo văn. Đó, cái này là mình hướng dẫn các bạn để các bạn không bị dính đạo văn. Đó. Thì cũng thông qua cái video này, mình muốn hướng dẫn các bạn hai phần. Đó là phần thứ nhất là phát hiện văn bản do ChatGPT tạo ra. Thứ hai là khi mà mình quét đạo văn và khi mà mình dính đạo văn rồi á, thì mình sẽ chỉnh sửa dính đạo văn như thế nào. Thì tới đây mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Mình xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.